MU sẵn sàng bán Rashford. MU công bố bản hợp đồng bom tấn đầu tiên. Sir Jim Rutherford mạnh tay sa thải hàng loạt ở MU. MU sẵn sàng bán Rashford. MU sẵn sàng bán Rashford sau khi ngôi sao người Anh này bất hòa với huấn luyện viên Erik ten Hag và Quỷ Đỏ chuẩn bị hạ mức giá mong muốn ban đầu 80 triệu bảng Anh. Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Marcus Rashford vào mùa hè này. Tiền đạo người Anh Rashford đã phải vật lộn để có được phong độ cao vào mùa giải trước và mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik ten Hag. Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, MU đã quyết định giữ huấn luyện viên Erik ten Hag ở lại sau khi lãnh đạo câu lạc bộ đánh giá toàn diện mùa giải và điều đó đã ảnh hưởng đến tương lai của Marcus Rashford tại đội chủ sân Old Trafford, theo tờ Sun Sport của Anh. MU sẵn sàng bán Rashford, người còn hợp đồng đến năm 2028 với Quỷ Đỏ. MU đã định giá cầu thủ số 10 của mình là 80 triệu bảng Anh, nhưng bây giờ họ chấp nhận hạ giá bán Rashford sau khi anh sa sút phong độ ở mùa trước và bị gạch tên khỏi tuyển Anh tham dự Euro 2024. Sau mùa giải 2022-23 tốt nhất sự nghiệp của mình với 30 bàn thắng cho MU, Rashford không thể duy trì được phong độ trong mùa giải tiếp theo. Anh sa vào những thứ vô nghĩa bên ngoài sân cỏ. Trong 43 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước, cầu thủ 26 tuổi này chỉ ghi được 8 bàn thắng. Truyền thông Anh khẳng định Rashford và Ten Hag gần như không nói chuyện với nhau vào cuối mùa giải sau khi cầu thủ người Anh này vắng mặt trong buổi tập sau một đêm đi chơi ở Belfast. Rashford trước đó đã nhận được cảnh cáo từ Ten Hag sau khi anh bị phát hiện đi tiệc tùng sau trận derby thành Manchester giữa MU và Man City hồi đầu mùa giải trước. Marcus Rashford đã bị loại khỏi đội hình MU trong trận đấu sau sự cố ở Belfast, nhưng Ten Hag cảm thấy ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sử dụng tiền đạo này trong những tháng cuối cùng của mùa giải. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ được cho là đã tan vỡ và có vẻ như giờ đây không còn đường quay lại nữa. Cuối mùa giải, nhiều thông tin cho thấy Paris Saint-Germain đã nhắm Rashford là người có khả năng thay thế cho ngôi sao Kylian Mbappe, sau khi trước đó họ đã có những nỗ lực chiêu mộ tuyển thủ Anh. Tuy nhiên, Rashford được cho là quyết tâm ở lại Old Trafford vào mùa hè này và thừa nhận rằng màn trình diễn của anh đã không đạt yêu cầu trong mùa giải thứ hai của Erik ten Hag tại câu lạc bộ. Phong độ kém cỏi của Rashford ở MU mùa trước cũng khiến anh bị Gareth Southgate loại khỏi đội hình tuyển Anh tham dự Euro 2024. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên Rashford vắng mặt trong một giải đấu lớn của Tam Sư trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, sau khi góp mặt trong đội hình của Roy Hodgson tại Euro 2016 ở Pháp khi mới 18 tuổi. Chiến thuật của Southgate đã bị chỉ trích nặng nề khi đội tuyển Anh gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội và tạo đột biến trên sân tại Euro 2024. Và anh trai kiêm người đại diện của Rashford, Dwayne Mayat, đã lên trang mạng xã hội và tuyên bố Rashford có thể là người giúp đội tuyển Anh tạo đột biến giữa thế trận bế tắc. Nó như ngầm ý huấn luyện viên Southgate đã sai lầm khi loại Rashford khỏi tuyển Anh. MU công bố bản hợp đồng bom tấn đầu tiên. MU công bố bản hợp đồng bom tấn đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa hè với việc để Ligt dự kiến đến Old Trafford sau Euro 2024. Manchester United đã chọn Matthijs de Ligt là bản hợp đồng đầu tiên cần hoàn tất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trung vệ của Bayern Munich sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh sau khi chiến dịch Euro 2024 của tuyển Hà Lan kết thúc. Tờ Sun Sport của Anh đưa tin, huấn luyện viên trưởng của MU Erik ten Hag đã từng làm việc với cầu thủ 24 tuổi de Ligt khi ông còn dẫn dắt Ajax. Thậm chí, ten Hag biến de Ligt thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử Ajax ở tuổi 19. Trung vệ là vấn đề lớn của MU từ mùa giải trước khi tiền vệ Casemiro thậm chí bị kéo về đá trung vệ. Ten Hag cũng buộc phải sử dụng trung vệ 36 tuổi Johnny Evans nhiều hơn khi anh có 15 lần ra sân ở Premier League. Trong khi đó, De Ligt không còn giữ được vị trí chính thức tại Bayern Munich và cả tuyển Hà Lan. Ở Euro 2024, De Ligt chưa thi đấu bất kỳ một phút nào cho Hà Lan ở 4 trận vừa qua. Tuy nhiên, phong độ của De Ligt bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương từ mùa trước. De Ligt có thể hợp tác với một cựu cầu thủ Ajax khác là Lisandro Martinez ở trung tâm hàng thủ MU. Bản thân De Ligt rất hâm mộ và tôn trọng huấn luyện viên Ten Hag, trong khi Bayern Munich cũng sẵn sàng bán anh. Phát biểu sau khi Ten Hag chính thức dẫn dắt MU vào năm 2022, De Ligt cho biết, huấn luyện viên Erik ten Hag là người yêu công việc của mình và thích làm việc. Ten Hag muốn làm mọi thứ để đội của mình chơi tốt hơn. Huấn luyện viên Erik ten Hag thực sự chú ý đến các chi tiết. Điều này khiến ông ấy trở thành một huấn luyện viên thực sự giỏi, người giúp các cầu thủ tiến bộ hơn. Ten Hag có nhiều phẩm chất để thành công và chúng ta sẽ phải xem ông ấy sẽ tiến triển thế nào. Sir Jim Rutherford mạnh tay sa thải hàng loạt ở MU. Đội ngũ nhân viên của Manchester United nhận được tin tức chấn động khi lệnh cắt giảm nhân sự tàn nhẫn của Sir Jim Rutherford có hiệu lực. Manchester United sẽ cắt giảm gần 1/4 nhân viên của mình khi đồng chủ sở hữu Quỷ Đỏ Sir Jim Rutherford đưa ra thông báo sa thải hàng loạt. Sir Jim Rutherford kết luận rằng lực lượng lao động ít hơn sẽ có lợi hơn. Vào thứ Tư theo giờ Anh, các nhân viên MU được thông báo rằng
có tới 250 trong số 1.100 nhân viên của câu lạc bộ sẽ mất việc. Đó là động thái mà Sir Jim Rutherford đã thực hiện dần dần từ tháng 3 đến nay, kể từ khi Sir Jim Rutherford và tập đoàn hóa dầu Ineos của ông sở hữu 27,7% cổ phần của MU. Đội đã trải qua cuộc đánh giá nội bộ về cách thức hoạt động của câu lạc bộ. Bản đánh giá khuyến nghị rằng cần phải cắt giảm nhân sự ở tất cả các phòng ban và một quy trình sa thải theo đề xuất đã diễn ra khi MU tìm cách cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên, tờ Daily Mail của Anh đưa tin. Có hai yếu tố chính đằng sau động thái này. Đầu tiên, bà lãnh đạo mới muốn ưu tiên đầu tư cho đội 1 MU để đạt thành tích trên sân cỏ. Họ tin rằng việc cắt giảm nhân viên sẽ đảm bảo rằng huấn luyện viên Erik ten Hag có nhiều tiền hơn để củng cố đội hình của mình. Ngoài ra, các quy tắc về lợi nhuận và bền vững tài chính PSR gây tranh cãi của giải bóng đá ngoại hạng Anh cũng là mối quan ngại và buộc MU phải tuân thủ khi có hàng loạt câu lạc bộ bị trừng phạt bằng cách trừ điểm. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm ngoái, MU có số lượng nhân viên cao nhất trong số các câu lạc bộ ở Premier League. MU có 1.112 nhân viên trong sổ sách. Liverpool đứng thứ hai với khoảng cách 1.005 nhân viên. Manchester City có gần một nửa số đó với 520 nhân viên. Chelsea 788 người, Tottenham 719 người và Arsenal 649 người là những đội nằm trong top 6. MU bị chỉ trích vì có cấu trúc nhân sự quá phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ra quyết định vì quá nhiều người có tiếng nói trong các vấn đề lớn của đội bóng. Người lao động ở MU được thông báo rằng cuộc đánh giá toàn diện ở câu lạc bộ cho thấy cần phải có một sự thay đổi đáng kể với chi phí nhân sự đã tăng lên mức không thể chấp nhận được. Động thái cắt giảm nhân sự ở MU của Sir Jim Rutherford đã được chủ sở hữu lớn nhất ở câu lạc bộ là nhà Glazer bật đèn xanh. Trong những tuần tới, những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo sa thải theo một quy trình. Một số hoạt động được coi là không cần thiết ở MU cũng sẽ bị dừng lại, trong khi tất cả các phòng ban dự kiến sẽ mất một số nhân viên. Gần đây, Sir Jim Rutherford đã thể hiện sự quyết đoán và tàn nhẫn trong trận chung kết FA Cup. Theo truyền thống, người nhà cầu thủ và các nhân viên MU sẽ được miễn phí mọi thứ để xem trận chung kết các giải đấu cúp của câu lạc bộ. Tuy nhiên, Sir Jim Rutherford đã ra lệnh cắt gần hết mọi đặc quyền đó trong trận chung kết FA Cup giữa MU và Man City. Các nhân viên Manchester United được thông báo rằng họ sẽ chỉ nhận được một vé cho trận chung kết cúp FA. Đồng thời, họ cũng phải trả 20 bảng Anh cho mọi chi phí đi lại bằng xe buýt đến sân Wembley vào ngày diễn ra trận đấu.